nó nhìn cái tiêu đề nó thì tốt rễ, kích rễ nè, để nhánh này. Này là tảo biển, cái này là xì xồ này, trộn chung thân cá cho ăn là tốt, hữu cơ đó. Ví dụ mình tuần này mình cho ăn 30 người 10, tuần sau mình cho ăn tảo biển này với thân cá, rồi tuần sau nữa mình quay lại B1, cứ lưng phiên rồi cho ăn thôi. Rồi tuần nữa thì cho ăn ba cái sen ca này, trung lượng vi lượng, cho không có thiếu dinh mấy chất trung lượng vi lượng. Chỉ đồng lan thì chỉ lưng phim mấy loại thuốc đó thôi, 1248 này thôi. Mình chỉ trong giường mình chỉ mới xài mấy loại thuốc đó chứ không có phần chỉ phức tạp hết, cứ lưng phim từ này từ này từ sau thịt thuốc khác thôi, chỉ phân thuốc chỉ vậy thôi. Cái clip mà xịt phân thuốc như thế nào cho đúng là cái clip anh chị xem lại cái clip trước của em á, hướng dẫn phân thuốc cho lan trong mùa mưa.